ngày hôm qua đại học quốc gia hà nội đã chính thức mở đợt đăng ký trực tuyến cho thí sinh và ngay trong ngày đầu tiên đã ghi nhận tình trạng nghẽn mạng đây là bức ảnh của một học sinh đã gửi cho chúng tôi. Bức ảnh chụp lúc 9 giờ 15 phút tối qua sau khi em chờ gần 20 phút mà không truy cập được vào trang web của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội để đăng ký. Đại diện Đại học Quốc gia thừa nhận đúng là có tình trạng nghẽn mạng, nhất là vào lúc 9 giờ tối qua khi có tới 800.000 lượt người truy cập cùng một lúc. Hiện nhà trường đã bố trí hai đường link, một của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia, một của trang chủ Đại học Quốc gia Hà Nội để giảm tải cho thí sinh trong quá trình đăng ký qua mạng thì nhiều thí sinh cũng cho biết kem gặp rắc rối khi muốn sửa lại thông tin trong quá trình đăng ký nhưng không được để sửa lại thì thí sinh có thể thực hiện một trong hai cách sau thứ nhất photo chứng minh thư trình bày nội dung thông tin muốn sửa ghi rõ mã đăng ký rồi gửi qua đường bưu điện gửi về trung tâm khảo thí đại học quốc gia hà nội hoặc là thí sinh cũng có thể scan chứng minh thư nhân dân rồi gửi thông tin muốn sửa cùng với mã đăng ký về hòm thư điện tử trung tâm khảo thí a vnu.edu.vn